phật bảo thiện hiện hoặc đại bồ tát thấy có nam tử hoặc có nữ nhân đang bị phi nhân nhập xác liền nghĩ nếu các như lai ứng tránh đẳng giác biết ta đã được ý nghiệp thanh tịnh thì thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển cho ta hoặc ta từ lâu phát ý thanh tịnh cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột xa lìa ý thích thanh văn độc giác chẳng dùng tác ý thanh văn độc giác mà cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột hoặc tương lai ta sẽ chắc chắn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, tận cùng đời vị lai lợi ích an lạc cho các loài hữu tình hoặc vô lượng như lai ứng tránh đẳng giác hiện tại thật có trong khắp mười phương thế giới thuyết pháp nhiệm màu lợi lạc hữu tình chứ như lai ứng tránh đẳng giác kia không có gì mà chẳng thấy không có gì mà chẳng biết không có gì mà chẳng hiểu không có gì mà chẳng chứng hiện biết thấy hiểu ý muốn sai biệt của tất cả loài hữu tình nguyện xót thương chiếu dám tâm niệm và lời chân thành của con nếu con có khả năng tu hạnh bồ tát thì quyết chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột cứu vớt nỗi khổ sanh tử của hữu tình nguyện cho nam tử ấy hoặc nữ nhân này chẳng bị loài phi nhân quấy nhiễu loài phi nhân ấy theo lời con bảo liền bỏ đi này thiện hiện đại bồ tát ấy khi nói lời này nếu loài phi nhân kia chẳng bỏ đi thì nên biết đại bồ tát ấy chưa từng được như lai ứng tránh đẳng giác thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển này thiện hiện đại bồ tát ấy khi nói lời này nếu loài phi nhân kia tức thời bỏ đi thì nên biết đại bồ tát ấy đã được như lai ứng tránh đẳng giác thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển này thiện hiện nếu đại bồ tát thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối truyền lại nữa thiện hiện có đại bồ tát chưa tu học hoàn hảo bố thí ba la mật đa chưa tu học hoàn hảo tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chưa an trụ hoàn hảo pháp không nội chưa an trụ hoàn hảo pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, chưa an trụ hoàn hảo chân như, chưa an trụ hoàn hảo Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ.